Và ngày hôm nay em ghé thăm hai mẹ con ngủ ở vỉa hè của nhà người hàng xóm nha quý vị. Ủa cái chỗ kia chị ngủ đó hả? Dạ đúng rồi. Quý vị ơi, hai mẹ con nằm ngủ như thế này nè. Đó, hai mẹ con đi phiêu lưu. Biết mở không vậy? Coi nhóc nó nằm ngủ nè. Trời ơi, mền chiếu nó dơ và nó ngứa, đúng rồi. Trời ơi, nệm gì đó mà kiến đồ không nè. Trời ơi, người ta đây là gọi là á cười kìa. Xây ra dặn bà ơi, mở được chưa? Để sống ở môi trường nào quen môi trường đó quý vị ơi. Sống khổ giờ nó vẫn sống được. Rồi quần áo mà bà chắc đóng cho đứa nhỏ nè. Trời ơi là trời, nó kinh khủng thiệt đó quý vị ơi. Vậy mà nó vẫn sống phà phà được đó, nhỏ này nè. Sao cái đầu chị ghệ lỡ nhiều quá vậy? Đầu em hả? Ừ. Không, em mới cắt tóc hôm qua. Sao không thuê nhà ở mà sao bữa giờ tôi thấy bà ở vỉa hè ra hoài vậy? Dạ nói chung mà không biết nói sao vậy nữa nè. Là chồng chị bị ở tù hả không? Không, về rồi. Về rồi hả? Dạ đâu có chồng ở đâu. Hai chồng đâu ở chung nhau nữa đâu mà có chồng anh. Là thôi nhau rồi hả? Không ở nhau nữa. Không ở nhau là thôi nhau rồi đó. Có hai mẹ con mà. Con chị mấy tuổi rồi? Được 2 tuổi rồi anh. Trời, chỗ ngủ của bả nè quý vị ơi, nó rất là bừa bộn. Phụ nữ mà ở dơ vậy? Không phải, phải ở dơ sống lâu. Trời, ở dơ sống lâu hả? Ở đó chị có giàu gió không? À, nãy anh mới nói cho em chơi giàu gió gì đó. À, em gửi chị tặng một chai giàu gió nè. Dạ, cho em cảm ơn nhiều nha anh. Bữa có cái cô Mộng Lan ở Mỹ cũng gửi về máy lóc để em cho mấy người nghèo, mấy người già đó. Dạ. Bây giờ em gửi cho chị cho giàu gió Mỹ. Khi nào mũi cắn và đỡ bụng như chị sức. Dạ. Lâu lâu rồi ghé đi ngang qua. Dạ. Thì thường chị dẫn con nằm ngủ chỗ này nè. Đó là Bình Định Dấu Yêu ghé thăm chị. Ngủ bờ ngủ bụi đây rồi tắm rửa là sao? Tắm rửa cũng ở kế bên nhà này anh, cũng có sinh anh. Rồi bữa giờ chị không đi làm rồi tiện đâu chị sống? Không phải không đi làm anh, nói chung là cũng có làm việc khác anh mới có sống anh. Làm việc khác gì? Mỗi lần đi ngang qua thấy đều nằm ở chỗ xó này mà nó đi làm. Cũng có anh đó. Rồi sáng giờ hai mẹ con ăn uống gì chưa? Dạ ăn rồi. Nó biết nói chưa chị? Biết nói hả? Nó tên gì vậy? Campuchia. Campuchia hả? Campuchia. Campuchia. Hồi xưa bà đẻ nó bà ăn Campuchia dữ lắm hả? Không có. Vậy sao đặt tên nó vậy? Tại vì nó là con em mà. Chứ tôi có nói con tôi đâu. Thì cứ đi lang thang vậy chị. Chiều chiều em thấy chị đi mà. Không, sáng chiều tối ngày nào cũng vậy chứ. Ở đây lâu lâu có Mạnh Thường Quân đi ngang qua cho đồ ăn gì không? Ít. Chỗ đây có cái bếp cơm từ thiện đó. Có, em cũng thì trưa lấy ăn cho đỡ tốn tiền. Cũng có lại chơi chỗ mà nhà của dì chú mà chỗ bán cơm á. Ừ. Bán cơm chay đó hả? Ừ. Rồi người ta cho luôn hả? Không, em cũng lúc em lại đó em xin. Rồi cái đầu chị gì mà em thấy ghẻ lỡ quá vậy chị? Không, em mới cắt tóc hôm qua. Không ơi, cái trán á. Đấy hả? Chắc chưa có đội đầu á. Trời, bà đúng là một người phụ nữ phiêu bạt giang hồ á. Trời ra nè. Quá trời quá đất. Chỗ ngủ hoành tráng vậy, chỗ ngủ giờ không cho tôi vô bà. Đây nè, hai mẹ con ngủ đây nè. Không phải bị thứ Sài Gòn. Vậy con tiền xài không? Dạ hết rồi. Hết tiền hả? Vậy thường hết tiền làm gì có tiền? Dạ, nhiều lúc lâu dì chú này cũng có cho em á. Em có em xin. xin là người ta cho ăn nhiêu tiền? Dạ, vậy lúc em có cũng mấy chú cũng cho. Vậy thì cũng có bà chị kia bữa ghé ghé cũng cho em 1 triệu. Hoặc 500, 200 thôi, em không có tiền thì em xin. Thì hôm nay em tặng chị 200.000 tiền của em nè. Dạ. Để chị mua sữa cho bé uống. Tại cái chị này là lúc trước mình cũng cho vài lần rồi, 500 triệu, 100, dạ. 200.000 á. Thì lâu lâu đi ngang qua gặp thì em cho để chị có tiền sinh hoạt thôi. Dạ. Chị em cảm ơn chị. Giờ cho chị tiền nhiều chị xài cũng hết à. Dạ. Thiệt. Đúng không? Dạ. Mà chị xài cái gì em hết tiền nhiều chị cũng hết, mà tiền ít chị xài cũng đủ. Dạ, nói chung là đó. Không biết nói sao giờ đó. Nhưng mà cho em hỏi thiệt, chị đừng có chửi em nha. Hứa. Là chị có bị vấn đề thần kinh gì không mà sao cứ ẵm con đi nắng rồi đi đầu dầu rồi đi lông bông ngoài đường vậy? Không anh ơi, cái gì bộ ngộn đi xe, tại vì cái hai mẹ con, có hai mẹ con rồi đó. Phải đi, nói chung cũng đi cũng ẵm con mình đi vòng cũng nứt mà. Nhưng mà nó biết nói chưa? Dạ cũng biết. Nó ạ chú đi. À chú đi xanh chơi. Vậy nó đi. À chú đi. À chú đi. Nó có lì không? Dạ cũng được anh ơi, nó không có lì đâu. 200.000 nó định mua cái gì ăn nè? Dạ chuẩn bị hả? Chắc chút mới mua anh ơi. Cho em cảm ơn nhiều anh. Ơn Huệ, vậy biết tôi là ai không? Dạ là ông anh mới cho em 200.000 nữa. Với chơi vòng nè, cho em cảm ơn nhiều anh. Dạ cho con, cho hai mẹ con cảm ơn nhiều cô vậy đó ơi. Ở đó chỗ đó người ta làm xưởng hay sao nó ồn dữ ta? Dạ ở đây hả, này là công ty với bên đi cái bên. Mà chị ở Vỉa Hè ra được bao nhiêu năm rồi? Nói chung hả? Được nhiêu năm không nhớ luôn hả? Ủa chưa tới mùa hè mà anh. Chị cái hồi dịch Thá Bàng ở đây rồi mà. Vậy hả? Dịch năm ngoái đó. Nhớ không? Em nhớ là. Ủa năm ngoái dịch rồi mà ở đâu? Nó không hút đi hả? Có nhiều người vô di cư hút đi, sao mẹ con chị không hút đi? 29 phút là qua rồi, qua hơn mấy tuần rồi đó. Chị hai mẹ con ngủ ở trước vỉa hè người ta, tối không sợ má anh vô anh? Không, mà ngủ cái mình ngủ mình cũng hơi được chứ anh. Nhưng mà có ai không? Trước không, giờ có em, bị trường hợp đó không? Em chưa bị gì cho anh ơi. Vậy là chưa bị người nào tới rình đập hả? Có sao không chị? Cũng có vậy thì lâu lâu cũng có anh em hay là chú bác hay anh chị cũng ghé cũng nói chuyện với em đó. Ai mà không có bạn anh. Nhưng mà chị có quê không? Sao chị cũng về quê? Có anh. Quê chị ở đâu? Là em về rồi. Vậy hả? Vào đó dầm Mỹ á, chị khó dặn xíu á, chị xoay một cái xong rồi chị ấn lên nha. Chứ không là chị mở không có ra vào đó đâu. Dạ cho em cảm ơn chị nha. Rồi ok, cảm ơn hai mẹ con dạ. Nha, phải con vô ổ nằm đi. Dạ. Cho em cảm ơn chị anh ơi. Dạ rồi ok. Đi phiêu bạc với mẹ vậy quen rồi cũng lì với bộ. Thấy cái mặt này nó rất lì á. Lì lắm đúng không? Không, nó không có lì con. Nó mà không lì. Sao chân nó ghẻ lửa đó chị mua thuốc thôi nó. Bình Định Dấu Yêu. Bình Định Dấu Yêu. Ừ. Dạ. Anh gửi này dạy dùm em luôn à. Cho em cảm ơn chị nè. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi chào hai mẹ con nha. Chúc hai mẹ con sức khỏe. Hai mẹ con ở ngay chỗ cửa có phong sách này nè. Quý vị ơi. Tạm biệt chú đi. Bye bye. Bye bye. Rồi bye bye chị nha. Bữa giờ anh sức khỏe tốt không cô? Hay là vẫn như mọi khi thôi? Cũng xuống xe cái là xỉu. Cô định tháng 7 này là cô đi bán là hết dạ. Giảm bớt mưa cô bán kiếm tiền ăn. Mà bây giờ nó cũng không có được khỏe rồi. Dạ. Bạn cứ nằm một chỗ vậy hả? Nằm chỗ vậy đó. Hỡi mà bỏ anh sen cái là nó bị xỉu. Dạ. Ủa con là gì quên rồi? Kênh Bình Định Dấu Yêu. Đúng không? Cô thấy nhìn gặp khác. Bữa nay con để rau nó dẻ. Cô phải cầm khẩu trang không? Dạ không cô ơi. Giờ ai còn đeo nữa đâu. Giờ hết dịch rồi. Còn chứ con. Cô còn đi hả? Hồi nãy cô đi lấy thuốc về cô phải thay nguyên bộ đồ cô bỏ, với lại cô phải sát khuẩn tay khuẩn chân đồ. Không tay hả? Tại giờ thấy người ta không đeo khẩu trang ngoài đường luôn á. Cô đi lên giường nằm ngủ cô phải sát khuẩn chân nữa. Sáng giờ cô đi đâu? Cô đi lấy thuốc. Vậy hả? À, lấy thuốc ở Hòa Hảo á. Anh ngủ sáng giờ luôn hay sao vậy ta? À, nó cứ nằm cả ngày vậy đó. Nó ngủ. Ban đêm nó ngủ không được. Nằm này là hình này 5-6 năm rồi đúng không con? 6 năm. 6 năm rồi đó. Tới tháng 10 này 6 năm. Dạ. Nằm vậy chứ ngủ đâu có được đâu. Nó ban đêm nó ngủ không được, nó nóng ở trong cái tỉ đó con. Dạ. Nó nóng ra. Xong rồi ngủ không được rồi cái giờ này cái bắt đầu cái ngủ. Ngủ vậy chứ chập chờn hoài, ngủ thức hoài. Dạo này cái bệnh viện nó ra vào đỡ chưa? Cô có đi lấy phân, lấy nước tiểu gì chưa? Không, bữa nay từ cái ngày mà cô nằm ở đó hôm đó em đó là không cho vô ra nữa, là cô không có vô đó nữa. Dạ. Cô vô phải có cái thẻ, thành nên cô không có vô được nữa, cô mới ở nhà. Mà nếu mà bây giờ cô đi lấy phân cũng đâu được nữa. Không được hả? Cái nó ở nhà nó bí tiểu á. Vậy hả? Ừ. Ở nhà là nó bí tiểu mai thông nó nổ bằng đáy chết sao? Sao kỳ vậy ta? Sao bấy ví dụ đi tiểu cũng mấy tiếng với sao mà... Một lần mà con biết không tẩu lắm. Lần mà đi tiểu hả, cái môi miệng đó nha, là tái nát hết, nó ngộp thở. Xong chừng nào nó tiểu ra được rồi ta nó mới hết. Vậy hả? Ừ. Nó tiểu. Bây giờ cô định đi bán vé số rồi bạn đó cô chở xe lăn đi luôn hả? Cô chở đi rồi cô đem đồ thông tiểu theo. Rồi hỏi mà bí nào cô thông trong nấy. Nhưng mà bán buổi tối hả? Chứ ban ngày bán nổi không? Không, ban ngày đi xỉu. 6 giờ là cô đi tới 10 giờ, có khi ế thì 11 giờ. Cô ngầu ghế, em lấy ghế ngầu à? Dạ không ạ. À. Tới 11 giờ. Vậy là bán buổi tối cũng được, bán buổi tối thì... Cô bán mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ để có tiền ra trang trải cuộc sống. Ừ. Cũng kiếm được cũng trăm thì đau hầu mà hơn gặp người ta cho mua tôi cho 5.000 người 10.000 đồ cái mình góp vô. Dạ. Rồi cũng đỡ cái tiền đó rồi về bỏ không biết đồ để trả tiền nhà dạ. Tứ cô nuôi cái anh là nằm liệt giường 6 năm trời nhưng mà nhà cửa cô dọn rất là sạch sẽ luôn quý vị ơi, vào nó không có mùi gì hết á. Một số mấy nhân vật khác con quay mà con phải ngại nhà luôn. Còn nước mắm đồ đây mà cô không nghe mùi hả? Nước mắm dạ. Đồ đấy trong nhà luôn nè, nước mắm đồ ăn. Nhưng mà phòng cô nó cũng sạch sẽ á. Đó, nước mắm dầu ăn của cô để trong nhà hết toàn bộ. Quá trời đồ nè. À. Có này mới có mấy tủ lạnh nữa chứ. Cô cháu của cô Phượng cho như ý. Dạ. Cho được cho 10 kg gạo với lại cho mua nước cho cô uống nữa. Dạ. Cô ơi, ngày hôm nay con có nhận 500.000 của chị Lan ở bên Úc. Ừ. Con gửi cô 500 của chị Lan ạ. À. Cô cảm ơn chị Lan bên Úc đã trao cô số tiền 500.000 để cô mua thuốc cô cho em uống. Cô cảm ơn dạ. Nhiều. Chúc thì... cô Lan mạnh khỏe. Rồi con gửi cô một chai dầu gió. Chai dầu gió đó của có cô Ly bên Mỹ với cô Mộng Lan ở Mỹ cũng hay gửi dầu gió cho con. Ừ. Cho mấy người già, mấy người khó khăn để tha á con. Dạ. Cô cũng cảm ơn luôn cô Lan với lại. Hồi bữa hình như hũ Vaseline là con có cho cô chưa ta? Không có. Chưa hả? Chưa. Nãy con tưởng cho rồi nên con không đem theo. Không có. Cái đó hình như nó chấm hâm cũng tốt á. Rồi khi nào có dịp con đem qua cho cô. À, thằng này là cô hỡi mà hơi lét đỏ là cô tha kem. Tha kem gì cô? Cô đây nè, cô mua hũ kem này nè. Đó chân đây là bữa đút vô bô cô cũng tha kem này. Đây nè. Cái chân lét nè hả? Ừ, nè cô tha cái này nè đó vô lạnh bớt. Thành nên nó không có bị lét là vậy á cô. Dạ. Ừ. Còn bị hâm là xài Vaseline được không ta? Vaseline là cái gì ta? Cái mà được chắc được. Nó dùng để moi da cho nó trơn nó bấm á. Được. Được đó thầy tặng cho cô một hộp. Cô một hộp mà nó hết rồi. Cô chưa bưng này ra, nhà cô không có chỗ để. Ra nhà cô nè quý vị. Nhà trọ nè. Trước cửa là để đồ đạc nè. À, bao nhiêu cô con đút hết vô này. Quá trời luôn. Coi cái nào không dùng mình bỏ bớt. Đâu có cái nào. Cái nào không dùng hết hả? Đâu có nạm dụng, như cái này là cơm rồi cô phải để cô ăn chứ. Vậy hả? Rồi còn cái này là ống hút cho em nó hút nè, còn này là cái đồ đánh răng cũng phải dùng nè con buổi sáng, còn này là bột ngọt nước mắm dầu ăn đó, rồi còn cái này là gấu bình là cô thường vô này. Vậy bạn đó bạn nằm vậy thì đánh răng súc miệng sao cô? Có đánh răng súc miệng không? Đây nè cái ly, xong rồi cô đánh răng xong cô để cái ly vô bên đây, cái nhỏ qua nghiêng nhỏ qua cái ly nè, xong rồi cô mới đi rửa cái ly sạch rồi cô để vô đây. Dạ. Cô đánh răng chốt sáng nào cũng đánh răng nó sạch lắm á. Trời ơi, trời làm vậy cực lắm. Tính ra cô là một người mẹ rất là bao la luôn. Như cô á là cô rửa mặt một ngày mấy lần mà cũng nói cương lát là cô lấy khăn, cô nhúng nước cô lau, lát là lấy khăn lau, mặt nó lau cả ngày. Còn chân của nó hả, cứ 2-3 bữa là cô bỏ nước muối á, với lại xíu gừng vô cô ngâm cô kỳ cũng cả 10 phút mới hết hai cái chân hai cái tay nó đó chứ. Dạ. Chứ đâu có phải mà lau sơ được. Nó kỳ ra nó bị da đất á, nó da chết á, nó bị liệt á, da chết á. Cô chăm anh vậy thì cô nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi, cô có ý định suy nghĩ rồi gửi vô trung tâm nuôi tàn tật không cô? Không, mà con của cô là không có ai nuôi được hết á, tự dị là nó mà không biết lấy phân thì nó cũng chết. Yeah. Mà không ai biết lấy phân rồi không biết thông tiểu là nó cũng chết. Yeah. Nó bí là nó cũng chết. Chỉ cô nuôi được tao hoạch chứ trong nhà em út hoặc chị em vậy chắc cũng nuôi được cô. Cô đau hầu cô cũng suy nghĩ nếu mà cô mà có bị gì thì là thằng này cũng đi theo cô chứ nó không có sống được. Tự vì không có ai biết nuôi đấy. Yeah. Nó thà nuôi cái bệnh tai biến hay cái bệnh gì thì còn đỡ. Nó đi cầu ra ngoài gì mình chỉ lao mình chùi thôi con. Yeah. Còn cái này nó đâu đi được đâu. Yeah. Cô phải lấy phân. Đó ống bơm nè, cứ mới mua hai hộp đóng 300 mấy á. Dạ. Rồi cô mới bơm vô rồi nó mới xuống phân được rồi con mới lấy ra chứ. Bàn tay cô lấy ra. Đó, đi tiểu đi cầu khó khăn lắm con à. Thành nên nó khổ đau học cô kiệt sức luôn á, mà cô nghĩ cô thương lắm. Cô không có cho rõ đi đâu. Dạ. Cô nuôi tự cô nuôi. Ảnh hồi xưa chắc cũng 5-60 kg, giờ chắc còn 30 mấy kg quý vị ơi, ốm tông theo luôn. Không tới 30 mấy rồi con à. Cô không ẩm, tới, không được 30 mấy hả? À, cô ẩm lên ẩm xuống không. Cô thấy còn tay đi đứng mà con mình nằm chỗ trậu thương, đứt ruột luôn. Đau hậu hả, cô thương lắm. Cô đang làm mà cô ngộ, cô nghĩ suy nghĩ cô cũng khóc đó. Cô, dạ. Cô khóc 6 năm nay, cô cũng hết khóc đóng. Dạ. Rồi, em cảm ơn cô nha. Yeah.